Ngày càng nhiều người Mỹ xem Trung Quốc là kẻ thù khi Trung cộng chuẩn bị cho chiến tranh. Một cảm tính kỳ lạ dành cho Trump ở Trung Quốc cùng các tin chính Trung Quốc khác tuần qua. Chào mừng đến với Trung Quốc không kém Dưới, tôi là Chris Chappell. Sau nhiều thập kỷ chiến tranh không giới hạn, mà Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng với Mỹ. Rất nhiều người Mỹ đã xem Trung Quốc là kẻ thù. Đó là theo một khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew. Gần 9 trên 10 người Mỹ trưởng thành coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hay kẻ thù hơn là một đối tác. Tuy nhiên, trong khi 53% người bảo thủ gọi Trung Quốc đích danh là kẻ thù, thì chỉ 20% số người theo phái tự do nói điều tương tự. Những quan ngại về hành vi hiếu chiến của Trung Quốc không có gì mới. Giới chức quân đội và tình báo Mỹ liên tục cảnh báo về những khoản đầu tư. Theo dệt thông tin, tình báo và hoạt động trên mạng của quân đội Trung Quốc. Tôi nghĩ còn một người khác cũng cảnh báo dân Mỹ về Đảng Cộng sản Trung Quốc suốt luôn đấy chứ. Người nào ấy nhỉ? Tuần qua, Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, đã điều trần trước các thành viên của Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ Ông này nói Trung Quốc đang lên kế hoạch thay thế Mỹ trên vũ đài thế giới. Toàn bộ thế giới là một vũ đài. Phải có người đóng vai kẻ xấu chứ. Và Trung Quốc đang đổ lượng lớn tiền đầu tư đằng sau việc đó. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Trung Quốc đang đẩy mạnh chi tiêu quân sự. Đây là chủ đề lớn tại một hội nghị mới đây của các quan chức cộng sản cấp cao, có tên Lưỡng hội. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, chúng ta nên thúc đẩy toàn diện việc huấn luyện quân đội và chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh. Họ có một mục tiêu cụ thể nào đó trong đầu chưa? Tình cờ là họ lại có thật. Đô đốc Philip Davidson cũng nói, ông cho rằng Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan trước năm 2027. Trung Quốc phản biện rằng vị đô đốc Mỹ kia chỉ đang thổi phồng nguy cơ về một cuộc xâm lược Đài Loan. Nói cho cùng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thế sẽ thôn tính Đài Loan nhiều thập kỷ qua. Hãy hy vọng đây là một trong những câu thề thốt mà họ sẽ nuốt lời. Nhưng giới chức Trung Quốc cũng đang bảo Tổng thống Biden ngừng những hành động nguy hiểm là ủng hộ Đài Loan. Rất là nguy hiểm cho Trung Cộng. Họ không muốn đánh nhau với quân đội Mỹ. Nhân nói về các hành động đối nghịch chung của Hoa Kỳ, Bộ trưởng thương mại của Biden, Gina Raimondo, đã nói rằng thuế thép và nhôm của Trump có hiệu quả. Tổng thống Biden chưa bao giờ làm rõ ý định của ông với các thuế quan đánh Trung Quốc có từ thời Trump. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy việc đánh thuế vẫn sẽ tiếp diễn. Tuy nói vậy, rất nhiều chính sách của Trump đã bị đóng băng khi chính quyền Biden xem xét lại chúng. Đơn cử, lệnh cấm WeChat. Tháng 2 vừa qua, Biden đã tạm thời hoãn lệnh cấm này để chính quyền của ông xem xét lại. Nhưng giờ hóa ra Bộ trưởng Thương mại Raimondo và chồng có sở hữu cổ phần trong công ty mẹ của WeChat. Công ty mẹ đó là Tencent, một trong vài công ty công nghệ Trung Quốc bị Mỹ xem là mối họa cho an ninh quốc gia và trung gian tiềm năng cho các hoạt động gián điệp. Bà ấy làm thế bằng cách nào? cùng một cách mà hầu hết dân Mỹ đang đầu tư và các công ty tiêm ẩn nguy cơ từ Trung Quốc. Thông qua các quỹ thị trường mới nổi, bà này và chồng cùng sở hữu cổ phần trong hai quỹ chứng khoán thị trường mới nổi. Mà trong danh mục của họ có một số cổ phiếu nước ngoài như Tencent Holdings. Tất nhiên, ở cương vị Bộ trưởng Thương mại, tôi hy vọng Raimondo biết được mọi con đường mà dân Mỹ vô tình hỗ trợ một chế độ độc tài, giết hại chính người dân nước họ để lấy tạng và sau quãng nghỉ nhân đại trung quốc đã phê chuẩn những luật mới để đảm bảo nền dân chủ hồng kông nắm chắc trong tầm kiểm soát của họ chào mừng trở lại tuần qua nhân đại trung quốc đã phê chuẩn những thay đổi toàn diện về hệ thống bầu cử ở hồng kông những thay đổi gì đấy một thay đổi là về cách chọn trưởng đặc khu hồng kông Trưởng đặc khu là một chức ngang với thống đốc. Trong quá khứ, có một ủy ban gồm 1.200 thành viên sẽ bầu chọn trưởng đặc khu. Ủy ban này gồm bốn nhóm có quy mô như nhau. Nhóm thứ tư bao gồm các thành viên dân cử của Hội đồng lập pháp và Hội đồng quận ở Hồng Kông, cộng thêm một số thành viên phi dân cử từ Đại Lục. Nhưng thế chưa đủ với trung cộng. Theo luật mới được thông qua tuần trước. Ủy ban bầu cử này sẽ được mở rộng bằng cách bổ sung thêm một nhóm mới gồm 300 đảng viên Trung Quốc. Với việc Ủy ban bầu cử tăng từ 1.200 thành viên lên 1.500 thành viên, tôi nghĩ đã đủ căn cứ để nói rằng Hồng Kông giờ đã 25% dân chủ hơn trước. Và nếu Ủy ban trên vẫn chưa nhét đủ quan chức thân Bắc Kinh vào chính quyền Hồng Kông, thì họ cũng đã mở rộng luôn Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Trong quá khứ, hội đồng này có 70 ghế. 35 trong số đó được bầu trực tiếp bởi người dân. Giờ chính quyền Trung Quốc sẽ bổ sung thêm 20 ghế, gồm toàn người của họ. Thế là các đại biểu dân cử từ giờ sẽ luôn là phe thiểu số. Và nếu làm thế vẫn chưa nhét đủ quan chức Thân Bắc Kinh vào chính quyền Hồng Kông. Một ủy ban soát xét mới sẽ được lập để chặn bất cứ ứng viên nào bị xem là không đủ yêu nước. Đấy là cái mà giới chức Trung Quốc gọi là dân chủ mang bản sắc Hồng Kông. Tên đó có thật 100%. Và theo báo cáo này, thành viên của nhân đại đã vỗ tay hồi dài nhất trong lịch sử sau khi đề xuất bầu cử Hồng Kông kia được thông qua. Tôi nhớ hình như có câu trích dẫn nào đó về tự do chết đi và những chàng vỗ tay như sấm mà lại rất phù hợp trong tình huống này. Ở mặt tích cực, người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ ned price nói mỹ phê phán những động thái của trung quốc ở hồng kông và mỹ cũng đang làm việc để khuyến khích hành động chống lại những hành vi ngược đãi người dân tộc thiểu số ở tân cương price nói tôi không nghĩ có người sẽ hài lòng với những phản ứng của cộng đồng quốc tế về những gì đang diễn ra ở tân cương và đó chính xác là lý do chúng tôi đang bằng nhiều cách khuyến khích thế giới khuyến khích hành động tập thể để làm rõ rằng những hành vi lạm dụng nhân quyền như thế này ở tân cương hay ở bất cứ nơi khác sẽ không được dùng thứ đợi đã vậy chính quyền biden đã có hành động gì ai đang được khuyến khích đây họ vẫn đang xem xét liệu có nên gọi những gì đang diễn ra ở tân cương là diệt chủng hay không hy vọng họ sẽ nhắc tới việc đó trong cuộc gặp cấp cao mỹ trung sắp tới tôi sẽ nói tiếp sau quãng nghỉ Chào mừng trở lại. Thứ năm tới, giới chức cấp cao của Biden sẽ gặp một trong những người đồng cấp phía Trung Quốc lần đầu tiên. Họ sẽ gặp nhau tại Alaska. Vì lý do nào đó, theo một quan chức cấp cao của chính phủ, họ sẽ trao đổi mọi thứ từ COVID-19 tới biến đổi khí hậu, Hồng Kông, Đài Loan và thường chiến chung Australia. Hoa Kỳ cũng sẽ thảo luận các hành vi của Trung Quốc, được xem là có hại cho công nhân và nông dân Mỹ cũng như ăn cắp sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ bắt buộc và nhân quyền. Được rồi, tổ chức họp ở Alaska giờ hợp lý hơn rồi đấy. Vì cả hai bên đều đoán trước sẽ có một sự đón tiếp lạnh lùng. Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ đã giới thiệu một dự luật để chống nạn mổ cướp tạng. Dự luật này có tên Luật chấm dứt thu hoạch tạng, hay còn gọi là Luật tối không tin chúng ta phải nói điều này. Theo người bảo trợ cho dự luật dân biểu Chris Smith, chúng ta phải làm nhiều hơn để đặt dấu chấm hết cho hành vi lạm dụng khủng khiếp của những băng nhóm buôn lậu tạng quốc tế, các tổ chức khủng bố, và thậm chí là một số chính phủ. Cụ thể ở đây là chế độ Cộng sản Trung Quốc, những kẻ giết người vô tội và bán tạng của họ kiếm lời. Chỉ đích danh Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch tạng là một bước tiến lớn. Một trong những nạn nhân của thu hoạch tạng ở Trung Quốc là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo hồi. Trung Cộng phủ nhận chuyện diệt chủng diễn ra ở Tân Cương và chào đón các cuộc điều tra. Báo cáo điều tra độc lập đầu tiên đã hoàn tất, nói rằng Bắc Kinh có chủ đích tiêu diệt người Duy Ngô Nhĩ. Trên thực tế, theo báo cáo đó, những hành động bị cáo buộc của chính quyền Trung Quốc ở Tân Cương đã vi phạm mọi điều khoản trong quy ước về diệt chủng của Liên Hợp Quốc. Ông nghe thấy chưa, Joe? Và cuối cùng, bức ảnh này lan truyền chóng mặt trên mạng ở Trung Quốc. Phần mô tả nói rằng nó được chế ra bởi một công ty nội thất Trung Quốc. Thêm rằng bạn nên mua bức tượng để giúp công ty mình vĩ đại trở lại. Mô tả rằng Trump, người hiểu về Phật giáo nhiều hơn bất cứ ai. Tôi được khai sáng, tôi là người được khai sáng nhất. Thật quá khiêm nhường. Cái tôi rút ra từ việc này là sự tĩnh tại bên trong, có được từ việc bị cấm khỏi mạng xã hội. Và giờ là lúc để tôi trả lời câu hỏi từ thành viên đội quân 50 Cent của Trung Quốc không kiểm duyệt. Những phán đã ủng hộ chương trình trên Patreon. Câu hỏi ngày hôm nay là của Jason. Tôi xịt gấu trúc nhỏ bằng thuốc xịt gấu, có được không? Làm ơn hẳn phải có thứ gì đó tôi có thể làm để tự vệ chứ? Gấu trúc có biết bơi không? Tôi biết rồi. Tôi sẽ chuyển cả nhà lên một chiếc thuyền. Làm thế, bọn gấu trúc nhỏ sẽ biết ai mới là ông chủ. Nỗi sợ của bạn là hoàn toàn hiểu được Jason ơi. Nhưng tôi xin lỗi phải nói rằng, theo WWF mà tôi tin là liên đoàn vật thế giới, chúng có thể bơi. Và không như các loài gấu khác, không ngủ đông nhiều tháng trong mùa đông đồng nghĩa chúng sẽ không bao giờ nghỉ cho tới khi chúng giết bạn và tất cả những ai bạn quan tâm. Một cái nhà trên thuyền cũng không ngăn được chúng. Nhưng máy là lũ gấu trúc rất ngốc. Nhìn chúng mà xem. Chúng có thể dễ dàng bị đánh lừa. Tôi khuyên bạn nên răng bẫy quanh nhà với hàng đống trúc. Rồi lũ gấu trúc sẽ bị phân tâm và bắt đầu ăn. Và vì chúng dành 14 tiếng trong ngày để ăn trúc bạn có thể dùng thời gian đó để chạy trốn cảm ơn câu hỏi của bạn jason và cảm ơn các bạn đã theo dõi tối là Chappell. hẹn gặp lại